trên con vang Everbro model là V668, một con vang độc hộp. Mọi người cảm thấy sao ạ? Nói chung là cũng không đến nỗi nào đúng không? Nghe cũng tạm được, trong tầm giá 2 triệu một con. Thì phân khúc bình dân, giá ngon bổ rẻ, đầy đủ các cổng ăn chơi. Như mình đang kết nối bằng Bluetooth ha. Bằng cái điện thoại này kết nối Bluetooth vào này. Thì chung là chất âm rất là mượt mà. Con này hàng mới đập hộp nha quý vị. Hàng mới bảo hành 1 năm. Đây, phiếu hành đầy đủ đây ha. Công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử HM, phân phối chính thức của cái dòng Everbro này ha. Model đó là V668. Con này đầy đủ các cổng ăn chơi này. Input đầu vào này, có đường USB cắm nhạc, chép nhạc, mở nhạc nghe luôn nè. Rồi optical này, cổng kết nối cáp quang từ TV xuống này. Rồi Bluetooth này, hoặc là jack cắm hoa sen từ đầu đĩa điện thoại, đầy đủ hết ha. Xin giới thiệu sơ qua thì trước này cũng có hai cái gain mic này. Rồi phần ở chỗ thì có delay, repeat, bass, chung, chép, đặc biệt là có chuẩn được chung nữa ha, bass, chung, chép. Và cái micro vậy, micro thì cũng có giải EQ, bass, chung, chép và nhạc cũng vậy ha. Bass, chung, chép đầy đủ. Mình sẽ quay sau tí ha. Đây hình thức nó sau đây này. Optical ha, đầy đủ luôn ha. Rồi cái anten bắt sóng Bluetooth. Có một cái đường mic ở sau này nữa ha, mic số 3 ha. Đây, nó đây rồi, đường mic ơi, mic số 3 ha. Đường này cắm vô tủ máy rất là tiện ha. Rồi cũng out LR, short round LR, sub, có các tần số đầy đủ hết ha. Tem bảo hành chính hãng ha. Nếu mà có phát hiện hàng giả, hàng nhái thì đây, có cái cách này để các bạn về kiểm tra ha. Đây, chung đầy đủ hàng công ty chính hãng. Con này tiếng rất là ngọt. Thử Lê 6 10 1 2 3 4 5 6 10. Tiếng tiếp rất là tơi nhuyễn ha. Này hát karaoke xì xì ơi xì luôn. Chung là phân khúc hàng mới, hàng độc hộp. Giá thì hết sức ngon bổ rẻ, 2 triệu một con. Giá bán tại cửa hàng. Anh em nào mua hàng thì vui lòng liên hệ ha. Mình chỉ vơi được trong con rồi ha. Mình chỉ vơ được 5 con, dưới 5 con trong thùng kia nữa. Chỉ có được 2 thùng mà đúng 10 con thôi. Chỉ có đúng được 2 thùng mà đúng 10 con thôi. Người anh em có nhu cầu mua hàng thì vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0909 04 76 79 ha. Mình rất là cảm ơn người anh em đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.